sao? Là tôi muốn sang đây để chia sẻ cho mọi người đây. Có người yêu chưa? Dạ, không có rồi thôi. Mấy người? Dạ, một. Người đã có lấy nhau chưa? Dạ, có. Không có gia đình rồi nha. Tôi hỏi có người yêu chưa? Có rồi. Có cái gì chưa có rồi? Người yêu với cái gì là mấy? Người yêu với người đó là mấy? Dạ, là một. Cảm ơn cho mọi người hôm nay. Tôi thường hay, tại vì có những người yêu một người mà lại lấy một người, yêu người không lấy mà lại lấy người mình không yêu. Ôi, của đâu người? Chúc mừng anh, thì anh chia sẻ cho mọi người coi, anh thấy hạnh phúc là yêu người mình lấy và lấy người mình yêu. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta thì yêu ta đấy mà ta lại không yêu lại. Thiên Chúa mới lấy ta đấy mà ta mới lấy người khác. Ta lấy tiền, ta lấy bạc, ta lấy thế gian mà ta bỏ Chúa. Còn anh đã được Chúa yêu thương thế nào chia sẻ cho mọi người. Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con xin làm tiếng quay lòng thương xót Chúa đối với gia đình chúng con. Dạ, con tên Phêrô Nguyễn Vũ Thanh Phong. Dạ, con 37 tuổi. Ở giáo phận giáo hạt Bắc Tiên, giáo xứ Hòa Thuận, và hiện nay con làm việc ở trong khu công nghiệp Đông Hậu. Dạ, là anh ở giáo điểm đi mười này. Ờ, xin chào các em thưa mọi người. Dạ, thì năm 2011 thì con lập gia đình và vợ con năm đó cũng có bầu. Thì đi siêu âm 3 tháng đi siêu âm thì bác sĩ nói là em bé bị nhiễm rubella. Thì chúng con rất là buồn. Thì hàng tháng con vợ chồng con có đi siêu âm, đi nội soi, thì bệnh viện Đào Y Dược với lại bệnh viện Từ Dũ là nói là em bé khẳng định là em bé bị nhiễm rubella. Họ lấy những cái mẫu xét nghiệm nước ở trong một cái nước ở trong bụng mẹ, thì họ nói là nói xét nghiệm xong thì họ nói với vợ chồng của con là em bé này bị nhiễm rubella rồi, nó không có phát triển. Nhau thai nó quấn ba cái dòng cổ á, mà từ mang bầu tháng thứ ba tới tháng thứ tám chúng con vẫn đi điều đặn hàng tháng, thì em bé chỉ có một cái thai. Bác sĩ nói là bây giờ anh chị cứ nên bỏ suy nghĩ đi, có bỏ hay không, chứ bây giờ nó để ra hàng loạt tội nghiệp đó. Thì chúng con rất là buồn, chỉ biết khóc thôi. Thì có một người bạn giới thiệu lòng thương xót Chúa, lúc đó cha đang làm ở nhà thờ Lý Hòa. Thì người bạn giới thiệu con lên đó. Thì lúc đó là tháng thứ năm, vợ con mang bầu tháng thứ năm. Thì cha tụi con tham dự thánh lễ xong thì cha đặt tay cầu nguyện cái lần thứ hai. Thì tuần thứ hai tiếp theo thì tụi con cũng lên tham dự thánh lễ, thì chen lắm vô, mọi người đẩy chen lắm nhau vô, cái cha cũng đặt tay cầu nguyện xong thì tụi con về cái cầu nguyện thắp cái nến lên làm đuổi hoa bôi, làm đuổi làm con sót. Ở tháng thứ tám mà đi siêu âm lại mà em bé nó vẫn còn vẫn bay vào cổ. Nhau thay có một cái thai thôi. Bác sĩ nói thôi chuyện này tụi con cũng rất là sợ, thì cũng trong cậy cũng thét vợ con thì đêm nào khóc. Thì con nói nếu mà tin tưởng vào Thiên Chúa thì cứ kêu vào lòng thương xót của Chúa đi, thì vợ chồng con sẽ thắp nến làm chủ mà thôi, làm chủ lòng thương xót Chúa rồi. Kêu nhờ anh em ở trong nhớ gia đình đồng con cầu nguyện cho tụi con, thì cũng nhờ cha đặt tay cầu nguyện tụi con cũng vững niềm tin. Thì tới còn nửa tháng nữa là vợ con sinh, 8 tháng nữa rồi, thì đi về quê ở Cam Ranh.
bác sĩ làm kết quả xét nghiệm một lần nữa thì bác sĩ cũng nói là em bé này bị nhiễm rubella rồi, nó để ra tàn tật tội lớn. Thì vợ con cũng khóc bộ điện thoại vô nói với con vậy, thì con nói bây giờ con em cứ cầu nguyện đi, tiếng hát con thêm chú lên, bây giờ chứ không còn cách nào nữa đấy. Thì vợ con ngoài đó, con hôm nay cũng làm chủ đi đọc kinh, tối tụi con đi làm thì là đọc kinh lòng thương xót chú làm được hơn thôi. Và ngày 24 tháng 5 thì vợ con đau bụng và vô bệnh viện sanh, thì con có nhắn tin cho cha, vậy thì cha nhắn con cứ yên tâm tiếng hát vô thiên chú đi. Thì vợ con sinh ra một em bé là thai thiên chú, được em bé rất là bình thường. Nhà tôi bỏ qua như thế nào? Từ tháng một, hồi đầu quá, tháng thứ bảy rồi, tháng thứ tám rồi, tháng thứ chín rồi, sắp ngày sinh nhật vẫn cứ như thế. Tôi thấy được rồi, chỉ có chú làm mà thấy tầm phải có là chồng muốn tìm tập thời gian. Dạ, con của con bé Quỷ Hồn đi không? Dạ. Lên đây con. Lên con. Tôi biết thương quá. Có nói gì đâu, ông mà cứ rubella, ông nói gì đâu.
chung nổi. Không như vậy chắc tôi chết. Dạ thì con xin lỗi ông ơi ở ta không gặp lại cái bác sĩ lúc trước nữa nha. Mà vợ con là đạo Phật thêm thêm không? Dạ. Vợ ơi, dạ có. Gọi đi. Em ơi lên đây. Con chia sẻ cho mọi người biết cái cảm giác của con khi mà đến tháng thứ 9 mà vẫn còn bác sĩ đưa về lại của con, còn cảm giác thế nào? Dạ con sợ lắm cho nên là bác sĩ nói 9 tháng thì để bé còn 1-2 xong rồi khi con đau bụng thì lên thì mổ bé được 3-2 tiếng mấy nữa. Cảm giác lúc mà con thấy bé của con 2 tiếng mấy còn không được đưa về lại nó đau đến mình của con như thế nào? Không rồi đúng chưa? Cái lúc mà vô mổ thì bác sĩ không có cho con đem cái dòng cái chỗ đi thì con xin bác sĩ để con không đạo rồi năm bao nhiêu tuổi? Là con đi đạo là năm 2010. 2010 lấy anh con không đạo mà mình tin vững mức độ như vậy thì một người tân tòng mới không đạo mà người ta đe dọa, người ta cảnh cáo đến như thế mà hay là sống cứ vẫn cứ tiếp tục chí tham của chúng mà cầu nguyện quyết định không bỏ cái bài bỏ tay này, quyết định không bỏ cái gái này. Đến khi độ cuối cùng đi sinh ở và đeo cái xương chuỗi này thì em nghĩ thôi. Khi đó thì người ta chạy đến bác sĩ này, chạy đến thuốc này, chạy đến thuốc đó, chạy đến thuốc kia. Còn đây thì cứ cầu nguyện và lần trước lên tôi chứ không cứ sót thôi. Hôm nay ngày Giáng sinh, Chúa đã làm người ở giữa con người và Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu. Chúng con cũng xin được một hài nhi Giê-xu là bé Ngân 4 tuổi để hôm nay con đem đến đây trong ngày lễ Giáng sinh, con làm chứng cho mọi người về một hài nhi Giê-xu đang được sinh ra, mặc dù biết bao nhiêu đe dọa, biết bao nhiêu là cảnh báo rubella, thế mà vẫn bình an khỏe mạnh, xinh xắn đẹp ở giữa đây. Chúng ta chúc mừng gia đình này một tràng pháo tay nữa cho chúng em. Đây là những món quà là thương các chú. Chúng ta đến mọi người đây mỏ. Đấy, đến mọi người đây mỏ, nó sơi rồi kìa. Đấy, đấy. Mọi người đây mỏ. Ê, mọi người đây một món khác nhau á. Mọi người đây mất rồi. Rồi, ba người, ba cái một cái tâm tư, một cái việc tập sang, một bài giảng và một chút thương xót là quan trọng. Xin Chúa chúc mừng cho chúng ta nha. Xin Chúa chúc mừng cho tất cả chúng con. Thưa chị em, đây là gia đình, một trong những gia đình thánh gia của thời đại ngày hôm nay. Người làm cha, người làm mẹ và đứa con ước mong gì những gia đình khác trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn một niềm tin khác vào lòng thương xót của Chúa, nuôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Dạ, con cũng xin làm chứng cho người mẹ vợ của con. Mẹ vợ của con cũng đau thì sỏi thận với lại sỏi mật thì có mổ cũng làm rồi. Thì mẹ con 2 tuần sau thì giờ thì nó vẫn còn đau ở trong á. Thì bác sĩ nội soi sẽ làm lại thì nó là nó vẫn còn sỏi trong đó. Thì nó diễn qua sỏi thận và sỏi mật luôn. Thì con có nói với mẹ vợ con là mẹ cũng vô đây. Con dẫn xuống dưới nhà thờ nè. Thì má con đi lễ ở đây là được 1 tuần lễ. Thì cầu xin cha cũng đặt một tay cầu nguyện. Thì giờ siêu âm lại thì má con muốn hết sổ thờ xuống mặt luôn. Thôi vô thì má con cũng vô đây trước cái ngày cũng để tạ ơn chú. Dạ đó, má con cũng là người là Phật. Dạ, má con ở ngoài. Dạ, ở ngoài. Má ơi, đứng lên cho mọi người nhìn thấy má. Dạ, má con tên Dung, 56 tuổi. Dạ, má đây. Mời bà, đây đây. Cho mọi người thấy đó rồi. Bà tên là gì nè? Bà bao nhiêu tuổi? Dạ con là Trần Thị Dung, 56 tuổi. Bà đạo gì? Dạ đạo Phật. Bà
đau bệnh gì? Dạ. Đau bệnh gì? Dạ, cái năm vừa đầu là con bị sỏi mật. Đầu con cắt cái mật đi, để con bỏ. Đầu đâu giờ đâu được 3 tháng, 4 tháng. Đầu con sỏi thận lên. Ý nói lúc nào thì con siêu âm lại nè. Cái nói là sỏi thận đi, 3 đi. Đầu tháng sau là 5 đi. Đầu con vô đây là con nhờ hơi nghe rồi. Từng xót rồi, giờ con siêu âm lại không còn gì hết. Chúng ta thấy người này là người ở giữa chúng ta, ở giữa chúng ta là không phân biệt tôn giáo, không phân biệt là Phật giáo hay là Công giáo hay là Chính thống giáo hay là Hồi giáo, không. Ở giữa chúng ta là những con người tội lỗi, đau ốm bệnh tật để nghe cái yêu cầu, để cảm thông lúc khốn khó và để chữa lành cho chúng ta. Bác sĩ, y khoa, y học làm sao các nghĩa được, làm sao trả lời được. Đo 3 ly, 5 ly, 10 ly cũng không còn ly nào thì ai làm được chuyện đó. Chỉ có một đấng đầy quyền năng và dồi dào sự sống đang ở giữa chúng ta. Đấng cái bằng tên là Chúa. Rồi xin chúc mừng bà nhé. Bà có máy nghe con cho bài lại chưa? Dạ, gửi cho ông chú. Rồi, cảm ơn, xin chúc mừng cho bà nhé. Rồi, mời con.